Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay sẽ là một cái video tiếp theo trong cái loạt bài giới thiệu về những cái thư viện hay trong Android. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thư viện giúp các bạn có thể bin view cũng như là những cái callback ở trong Android. Thì cụ thể nó như thế nào thì mời các bạn theo dõi cái example của mình. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị cho mình một cái example có hai cái button thứ nhất đó là hiển thị chữ lập trình Android và button thứ hai đó là hiển thị chữ tin coder như thế này. Thì khi mình click vào button thứ nhất thì nó hiển thị lên một cái message đó là click vào button 1. Click vào button này thì nó sẽ hiển thị lên một cái message là button 2 như thế này. Thì đây là một cái example rất là đơn giản mình đã chuẩn bị từ trước. Thì với bình thường với một cái example như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra project này. Ở đây mình đã tạo ra một cái thằng main activity. Ở đây trong file giao diện này thì chúng ta sẽ thiết kế hai cái button và mình đã đặt tên hai cái ID cho hai cái button này. Rồi tiếp tục phần xử lý ở trong main activity thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ thực hiện khai báo view, đó là chúng ta khai báo hai cái button. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện ánh xạ view thông qua cái phương thức đó là file view by ID như thế này và chúng ta trỏ đến cái ID mà chúng ta khai báo ở trong file XML. Rồi tiếp đến là sau khi mà chúng ta đã ánh xạ view rồi thì chúng ta mới thực hiện là set text cho hai cái button này. Và đối với phần set sự kiện thì chúng ta bình thường là chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ implement một thằng view.onClickListener và chúng ta sẽ set onListener cho hai cái button này. Đây. Và chúng ta sẽ xử lý ở trong cái hàm onClick như thế này. Đây, đây chính là hai cái dòng thông báo này. Đây chính là cái code bình thường mà chúng ta sẽ vẫn sử dụng khi mà chúng ta thực hiện một cái example như thế này. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thư viện để chúng ta có thể thay thế cái file view by ID này và thay thế cái set on click này. Đó. Đó chính là cái mục đích của cái video này. Thì cái thư viện mình giới thiệu cho các bạn ấy tên nó là Butterfly. Đây. Đây chính là cái trang GitHub của cái thư viện này. Thì mình sẽ để cái phần link này dưới phần mô tả của video. Thì các bạn vào trang GitHub này thì các bạn thấy được cái lượng rate cũng như là cái lượng sử dụng của thư viện này rất là lớn. Thì đây chính là một cái thư viện rất hay trong Android. Đây. Đó. Thì đây chính là cái mục đích mà cái tutorial này hôm nay mình sẽ giới thiệu và chúng ta sẽ thực hiện. Thì đầu tiên thì các bạn kéo xuống phần download này, chúng ta sẽ thực hiện import cái thư viện này vào trong Tooncode Android Studio và chúng ta sẽ tìm hiểu cách xử lý cũng như là cách sử dụng nó ra sao. Thì đầu tiên là các bạn thấy rằng ở trong cái thẻ chúng ta cần phải config trong hai thẻ đó là Android và dependency ở trong file build.rado. Thì đầu tiên thì các bạn tạo ra một project này, chúng ta để cấu trúc thư mục Android và các bạn vào phần Gradle script này. Thì chúng ta lưu ý ở đây có hai file build.rado thì chúng ta sẽ config ở trong file build.rado.modulenap. Đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ copy cái phần này. Chúng ta sẽ copy vào thẻ Android. Đây, thẻ Android đây, chúng ta sẽ copy vào đây. Rồi, thì đây chính là nó require Java 8. Tiếp theo là chúng ta sẽ copy hai cái dòng này vào trong thẻ dependency. Đây. Mình sẽ comment ở đây. Đó là add library. Rồi. Thì ở đây thì các bạn lưu ý rằng cái phiên bản mới nhất của cái thư viện này đó là 10.2.1. Tuy nhiên là đây là cái phiên bản mà nó đã sử dụng cái thằng Android. Nếu như mà các bạn không sử dụng Android thì giống như cái project của mình ở đây không sử dụng Android thì mình sẽ sử dụng một cái phiên bản thấp hơn, đó chính là 8.8.1. Rồi. Rồi, thì sau khi mà các bạn thực hiện hai bước import rồi thì chúng ta ấn sinh nào để cho Tooncode Android Studio nó import cho chúng ta cái thư viện này. Rồi, trong lúc chờ nó import thì chúng ta hãy lên trang GitHub, chúng ta tìm hiểu một chút về cách sử dụng của cái thư viện này. Đây, các bạn kéo lên trên này. Thì đầu tiên thì ở trong cái file activity của chúng ta cần phải khởi tạo cái thằng Butterfly này qua câu lệnh như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng được các cái thuộc tính, các cái bin view cũng như là cái bin callback mà của cái thư viện này nó cung cấp. Rồi, vậy là xong. Ok, thì như thế này, bước thứ nhất là chúng ta hãy khởi tạo cái thằng Butterfly lên. Đây, mình sẽ khởi tạo ở trong thằng này. Init. Đó, thì các bạn ấn on Enter để import thư viện. Rồi, vậy là chúng ta đã import thành công. Bước thứ hai, thì đây, chúng ta sẽ thay thế cái file view.id này bằng cái bin view. Đây, mình sẽ xóa cái phần file view.id đi. Rồi. Ở đây thì mình sẽ thực hiện một cái các bạn gõ a còng này, chúng ta gõ chữ bin. Thì ở đây thì các bạn thấy cái thằng bin view này là cái mà nó của cái thằng thư viện Butterfly mà chúng ta vừa import, thì các bạn click vào đây và chúng ta sẽ truyền cái ID vào đây. .button.1. Đây chính là cái
ID của cái thằng bottom ở trong file XML mà chúng ta thiết kế. Tương tự, ở đây chúng ta sẽ thực hiện bin view chấm bottom 2. Rồi, vậy là xong. Thì sau khi mà các bạn bin view này thì nó đã thay thế cho chúng ta cái phương thức file view ID, thì chúng ta có thể static bình thường cho hai cái bottom này. Tiếp đến là phần xử lý sự kiện. Thì ở đây thì mình sẽ không sử dụng cái thằng implement này nữa, mình sẽ xóa phần này đi. Rồi. Mình sẽ xóa phần set on click listener đi. Rồi, phần static thì mình vẫn giữ lại này. Đây. Thì đây là cái hàm xử lý sự kiện cho hai cái bottom. Thì ở đây thì các bạn sẽ sử dụng một cái thằng nữa, đó các bạn gọi a cong on. Đây, thì ở đây các bạn nhìn thấy cái chữ on click của cái thằng butterfly này. Đó, đây chính là cái mà chúng ta sẽ sử dụng. Thì ở đây các bạn để ý giúp mình là đây là chúng ta có hai cái bottom, cho nên là chúng ta sẽ phải khai báo hai cái ID. Thì các bạn mở ngoặc như thế này và chúng ta sẽ khai báo một cái ngoặc nhọn như thế này và chúng ta truyền hai cái ID vào đây. chấm bottom 1 và r.id chấm bottom 2, ngăn cách nhau bởi dấu phẩy và nó nằm trong một cái dấu ngoặc nhọn như thế này. Đó. Rồi, vậy là xong. Chúng ta đã thay thế cái cách code cũ của chúng ta bằng cái phương pháp file view ID cũng như là set on click listener bằng hai cái, đó là bin view và on click như thế này của thằng butterfly. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chạy cái example này lên xem cái kết quả mà chúng ta thu được có giống như cái kết quả ban đầu không. Đây, các bạn đợi một chút cho tool code Android Studio nó build cho chúng ta cái example này. Ok, vậy là xong, nó đang install APK. Rồi. Vậy là đây là cái kết quả mà chúng ta thu được. Thì các bạn thấy rằng là hai cái tích ở đây nó đã hiển thị setTick như thế này, tức là cái hàm binView của chúng ta đã hoạt động. Chúng nó đã tìm thấy cái button này, nó setTick lên đây. Và đây các bạn thử click vào đây. Đó. Click button 1. Và đây, click button 2. Đó. Vậy là tất cả những cái tính năng như cái ban đầu mình demo cho các bạn ấy thì nó đã hoạt động khi mà chúng ta sử dụng cái thằng binView cũng như là onClick của thằng butterfly như thế này. Đó. Thì các bạn thấy rằng cái ưu điểm của cái thư viện này, thứ nhất là cái code của nó rất là ngắn gọn. Thì khi mà các bạn khai báo cái view nào thì các bạn thực hiện binView luôn đến cái ID của thằng đấy luôn và các bạn có thể sử dụng được luôn. Chúng ta sẽ không cần phải file view by ID nữa, chúng ta không cần phải ánh xạ view qua cái phương thức nữa. Chính vậy là cái cũng như là cái hàm onClick cũng thế. Chúng ta không cần implement, cũng như là chúng ta không cần set onClick listener mà chúng ta thực hiện qua cái onClick như này và chúng ta truyền ID của cái view mà các bạn muốn click vào đây. Thì các bạn thấy rằng cái lượng code nó tối ưu đi, nó tối giản đi rất là nhiều. Rồi, và cái rất là dễ sử dụng. Ok, thì ở đây thì cái thằng Butterfly này nó không chỉ cung cấp riêng hai cái này mà nó cung cấp rất nhiều những cái tiện ích khác. Đây, mình ví dụ như các bạn ấn chữ A cộng, các bạn ấn chữ bin như thế này. Thì đây ví dụ như là bin bin phông này, bin anim này, bin array, bin bitmap, bin color demand, drawable, bin string. Thì đây là những cái mà các bạn có thể sử dụng của cái thằng thư viện này. Nó sẽ ví dụ như là các bạn muốn khai báo một cái string ở trong file string ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái bin string như thế này. Đấy, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về những cái thuộc tính mà cái thằng thư viện này nó cung cấp. Cũng như là cái onClick này, thì các bạn đây các bạn có thể ấn on, các bạn ấn control cách như này thì nó không chỉ có một cái callback onClick mà nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều các callback. Mình ví dụ như onItemClick này, onItemLongClick, rồi thì tất cả những cái ở đây. Đây, đây là những cái thằng mà nó tương ứng với những cái callback của những cái thằng view khi mà các bạn sử dụng bắt sự kiện. Đó, thì các bạn tìm hiểu thêm về những cái tiện ích của cái thằng thư viện này nó cung cấp. Thì ở cái video này mình chỉ giới thiệu cho các bạn là hai cái cơ bản nhất, đó là bin view để chúng các bạn ánh xạ view này, và các bạn và cái thứ hai nó là on click để các bạn bắt sự kiện của cái thằng view. Đó. Thì các bạn cách sử dụng thì tương tự thôi, và các bạn tùy thuộc vào cái nhu cầu cũng như là cái ứng dụng của các bạn để các bạn sử dụng những cái tiện ích của cái thư viện này nó cung cấp. Ok. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên trang GitHub của cái thư viện này. Đây các bạn có thể click vào đây. Chúng ta xem cái phần đây introduction của cái thư viện này. Nó giới thiệu cho chúng ta cách sử dụng này cũng như là các cái nguyên lý của cái thư viện này. Ok, mình sẽ để dưới phần mô tả của cái video này để các bạn tìm hiểu thêm về cái thư viện này.
Thì cái bài giới thiệu của mình hôm nay đến đây thôi. Thì cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video của mình. Thì hẹn gặp tất cả bạn trong những cái video lần sau, về những cái video mình giới thiệu về những cái thư viện hay trong Android lần sau. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào tất cả bạn.